cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số thổ vượng. Phương pháp cải vận bằng phong thủy nhà ở cho người có lá số thổ vượng. Chỉ khi hiểu được chân mệnh, tìm ra dụng thần và thực hiện bổ cứu đúng cách sẽ giúp gia chủ gia tăng may mắn trong sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm gia đạo và các mối quan hệ. Người có lá số thổ vượng là gì? Tất cả vạn vật trong vũ trụ đều vận động theo luật ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và bản mệnh của mỗi người cũng không ngoại lệ. Sự chuyển động này không ngừng chuyển hóa và tương tác qua lại lẫn nhau theo luật tương sinh, tương khắc, dựa theo năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người mà nhận biết mệnh khuyết hay vượng của bản thân. Việc thân quá nhược hoặc quá vượng một trong năm ngũ hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp, tình cảm lẫn tinh thần của bản thân. Theo trường phái cân bằng ngũ hành, chú trọng đến một lá số cần đảm bảo yếu tố cân bằng của tất cả các hành. Và người có lá số thổ vượng thì coi ngũ hành kim và thủy là dụng thần và cần phải bổ sung nó. Thông qua việc bổ sung ngũ hành giúp gia chủ có lá số thổ vượng cải thiện vận mệnh, bổ cứu lá số được may mắn và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu chưa hiểu biết căn bản và dụng thần ngũ hành của mình thì không nên tự đoán mò theo mạng ngũ hành nạp âm dựa trên năm sinh. Việc bổ sung ngũ hành bắt buộc phải dựa trên kiến thức tứ trụ năm, tháng ngày giờ sinh chứ không phải dựa trên mạng năm sinh. Quý bạn đọc chưa rõ nên tìm đến người có chuyên môn cao để được tư vấn rõ ràng, và từ đó áp dụng những phương pháp bổ sung ngũ hành tương ứng mà bài viết này đã đề cập. Phong thủy nhà ở cải vận dành cho người mệnh thổ vượng trong năm 2023, nhà hướng Bắc, Nam, Đông Bắc và Tây Nam sẽ đón nhận nhiều các khí giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền thuận lợi, gia tăng tài của. Tuy nhiên, với gia chủ có lá số thổ vượng, nhất những ai có nhà hướng Đông Nam, trên Tây Bắc cần đặc biệt chú ý vì có sao ngũ hoàng, tam sát lưu niên bay đến. Tuyệt đối không được nhập trạch, động thổ, phá tường, khoan đục, những hành động trên sẽ kích hoạt độ sát thương của ngũ hoàng và gây nguy hại cho gia chủ và những người sống trong căn nhà đó. Gia chủ nên đặt hũ muối ăn nhẫn thủy tại góc ngũ hoàng, nhị hắc thất xích tương ứng với hướng Tây Bắc, Đông Đông, Đông Bắc để hóa giải các sao mang thổ, khí mạnh chủ về bệnh tật, tai họa, thất bại, phá tài, kiện tụng. Phong thủy phòng ngủ cho người có lá số thổ vượng, ngủ nên có cửa sổ, hoặc ban công đón ánh trăng rằm là tốt nhất. Ánh trăng là nguyệt quang mang tính dịu dàng không gay gắt như ánh mặt trời hỏa khí nóng. Đặc biệt phòng ngủ không nên đón ánh nắng tây buổi chiều, vì đây là âm kim sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Phòng ngủ trang trí điểm xuyến trên trần nhà có các hình ngôi sao, bầu trời đêm, bằng dạ quang để khi tắt đèn ngủ sẽ rất tốt cho giấc ngủ của người thổ vượng. Tường nên sơn hoặc có giấy dán tường có nhiều hoa văn hành thủy, nên lấy màu xanh biển hoặc trắng xám làm chủ đạo kết hợp treo tranh đại dương ở góc bắc trong phòng ngủ. Giường ngủ nên chọn loại bằng kim loại như sắt. Nếu cửa phòng ngủ phạm vị trí của ngũ hoàng, nằm ở hướng Tây Bắc thì hãy treo chuông gió, phong thủy 6 ống đồng ở khu vực này, để hóa giải bớt xung sát. Ngoài ra treo tại những nơi gầm cầu thang, toilet, âm thanh của chuông gió cũng xua tan âm khí. Phong thủy phòng khách cho người có lá số thổ vượng gia chủ thổ vượng, nên tránh đặt quá nhiều đá thạch anh, đá phong thủy để trang trí nhà cửa nhất là phòng khách. Vì mệnh đã vượng thổ, thay vì làm hao tiết thổ sẽ giúp cân bằng lá số bát tự, thì việc trang trí phòng khách với chất liệu đất, đá làm gia tăng hành thổ, nên kết hợp đặt tượng thần mã để kích hoạt các cung tài lộc, quý nhân, bổn mệnh, sức khỏe, quan lộc nhanh chóng đạt được điều mong ước. Tuy nhiên, để kích hoạt đòi hỏi gia chủ phải tính toán được cung tốt theo kỳ môn mệnh lý, đặt tượng vào vị trí tốt và chọn ngày giờ tốt. Nếu như biết về kỳ môn âm bàn để sử dụng thêm linh phù thì càng tốt hơn. Trong phòng khách hoặc phòng làm việc có thể bố trí thêm một tủ lạnh, máy điều hòa thường xuyên mở sẽ tạo sự thoải mái cho gia chủ. Bên cạnh đó, nên bố trí hai loại đèn là màu trắng và màu vàng pha với nhau sẽ tạo thành ánh sáng tự nhiên, dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tín ngưỡng, thờ cúng gia tăng may mắn, cho người mệnh thổ vượng gia chủ có mệnh thổ vượng cần bổ sung dụng thần là thủy và kim. Nếu chưa theo bất kỳ tôn giáo nào có thể theo Thiên Chúa giáo, vì Kitô vốn gắn liền với hành thủy. Đồng thời, kiến trúc bên trong nhà thờ chủ yếu sử dụng tông màu trắng và đen rất thích hợp, để gia tăng ngũ hành kim và thủy. Nếu gia chủ đang theo Phật giáo, nên thờ tượng Quan Âm Bồ Tát vì tượng của Ngài màu trắng và Ngài thuộc phương Tây. Chính vì thế, thờ tượng Quan Thế Âm hoặc đặt hình Quan Thế Âm trong nhà, trong xe hơi có tác dụng phù trợ rất tốt cho gia chủ. Khi cầu nguyện với Ngài thường được linh ứng.
Nếu gia chủ theo đạo giáo thì nên thờ cúng Diêu Trì Kiên Mẫu, còn gọi là Tây Vương Mẫu, sẽ được linh ứng soi xét cho gia chủ được vui vẻ, thân tâm an lạc, bình an, chuyện dữ đẩy đi, chuyện lành gõ cửa. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Tường Minh về bố trí phong thủy nhà ở cho người có lá số thổ vượng có thể tham khảo để mang lại may mắn cho bản thân và gia đình mình. Để được xem phong thủy nhà ở chi tiết nhất, quý bạn có thể tìm hiểu kiến thức hoặc tham gia các khóa học về huyền không phi tinh, hoặc liên hệ với các chuyên gia phong thủy của Tường Minh để được luận giải và tư vấn.